Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Cross phiên bản xăng lai điện, ngoại thất màu đỏ và nội thất cũng là màu đỏ. Thì cùng với đó thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là cái chi tiết ưu đãi của cái dòng xe này thời điểm tháng 4 năm 2023. Thì xe Cross thì được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ta đã lựa các phiên bản như sau. Thì đối với phiên bản 1.8G là phiên bản tiêu chuẩn, có giá niêm yết là 755 triệu và ở thời điểm này thì mình đang giảm cho anh chị là 22 triệu tiền mặt. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị giúp em là khoảng 813 triệu để lăn bánh, còn trợ góp thì anh chị chuẩn bị giúp em tối thiểu là 236 triệu. Còn đối với phiên bản 1.8V thì hiện tại bên em đang còn cả phiên bản 2022 và 2023. Thì đối với phiên bản 2022 thì có giá niêm yết là 846 triệu và hiện tại bên đang giảm 65 triệu và tặng gói phụ kiện 15. Thì đối với ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị giúp em là khoảng 807 lăn bánh, còn chuẩn bị trả góp khoảng là 255. Còn đối với phiên bản 2023 thì giá niêm yết nâng lên là 860. Với cái thời điểm hiện tại thì bên đang giảm 55 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Ngoài ra thì đối với cái ưu đãi bên trên thì bên em đang lăn bánh thì sẽ rơi áng chừng khoảng 896, còn trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng 262. Đối với còn phiên bản xăng lai điện trước mắt chúng ta đây thì đối với xe 2022 thì giá niêm yết là 936 triệu, còn thời điểm hiện tại thì đang giảm 65 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện 15 triệu. Thì đối với ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị giúp em 992 triệu là lăn bánh, còn trả góp là khoảng 290. Thì đối với phiên bản 2023 thì anh chị giá niêm yết của xe đã tăng lên là 955 và thời điểm này bên em giảm là cũng là 42 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện chỉ giá 15 triệu. Và với ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị giúp em khoảng 896 triệu để lăn bánh và trả góp thì khoảng 262. Thì vừa rồi thì em cũng đã báo cho anh chị về cái giá bán của xe từng phiên bản. Thì thời điểm hiện tại thì nó vẫn là giao thoa của thời điểm 2022 và 2023. Thì nó cũng nhiều giá và nhiều loại phiên bản. Thì nếu anh chị muốn tư vấn cụ thể hơn về phiên bản nào, về màu sắc cũng như là về cái giá bán của từng mẫu xe, từng đời xe thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em sẽ tư vấn cho anh chị về cụ thể hơn về cái nhu cầu của anh chị. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe màu đỏ của phiên bản xăng lai điện, và nội thất cũng là màu đỏ. Thì như anh chị thấy ở ngoại thất nó sẽ có những cái miếng ốp màu xanh nước biển, biểu thị là phiên bản này là phiên bản xăng lai điện. Và phía đầu xe anh chị thấy nổi bật là thứ nhất là cái logo được thiết kế mới này, có vần viên ở cái viền màu xanh và dạng logo dạng 3D. Trong này sẽ có chức năng giữ làn đường, cảnh báo tiên va chạm trong cái radar phía bên trong này, thì có cái trong cái chức năng Toyota Safety Sense. Phía bên dưới nó đây sẽ là camera trước trong cái cụm camera 60. Đèn thì là đèn full LED rồi, có được trang bị bi. Và phía phần thân xe thì lốp được trang bị là la răng phai xước, lốp Michelin và la răng là cỡ 18 inch. Còn xe được trang bị giá nóc cũng như là cửa sổ trời. Phiên bản này nó chỉ được trang bị ở trên hai phiên bản cao thôi, còn ở phía bên cạnh chúng ta đây là phiên bản 1.8G thì không được trang bị những cái option như vậy. La răng là la răng đúc này, đèn là đèn halogen, không có miếng ốp logo thường và cũng không có giá nóc với cả cửa sổ trời. Còn phía phần đuôi xe thì đối với bản 2023 là xe đã được trang bị là cốp điện cộng với đá cốp. Thì anh chị chỉ cần là mở ấn nút thôi là cốp nó sẽ tự động mở lên. Về nội ngoại thất thì phiên bản 2023 cũng không thay đổi nhiều, tuy nhiên là có một vài trang bị thêm một vài option cũng khá là hữu dụng như là cốp điện và cái bản đồ và cái màn hình có Apple CarPlay không dây, thì anh chị có thể xem bản đồ luôn trực tiếp ở trên cái màn hình này, không cần kết nối với dây. Vừa rồi thì em đã đi một vòng về ngoại thất và bây giờ em sẽ đến với phần nội thất của xe. Như đầu video em có chia sẻ thì xe này được trang bị là nội thất màu nâu đỏ. Thì trong cái lựa chọn của cái xe Cross này thì mình có hai lựa chọn là nội thất màu nâu đỏ cũng như là một lựa chọn là nội thất màu đen. Thì đây là được trang bị nội thất màu nâu đỏ. Thì tất cả ghế này, mặt tablo, tabli đều được trang bị.
là da màu nâu đỏ. Em sẽ để máy xe lên. Và một cái đặc biệt nữa là chiếc xe này nó chỉ có tiêu thụ khoảng 4,6 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Nên là nó rất là tiết kiệm bởi vì nó là máy xăng lai điện. Và anh chị như anh chị thấy là cái chiếc xe này ấy, nó có cái là xăng lai điện, nên là cái nó sẽ không cần, mình sẽ không cần phải dùng cái điện sạc từ ở nhà hoặc ở trụ sạc như các dòng xe điện khác, mà mình chỉ cần là đi thôi, và cái máy của nó sẽ tự động, máy tính sẽ tự động tính toán dùng cái máy xăng để sạc cho cái hệ thống pin trong cái hệ thống xăng hybrid, và máy móc sẽ tự tính toán khi nào dùng máy xăng và khi nào dùng máy điện. Thế nên anh chị là sẽ tối ưu được cái mức tiêu thụ nhiên liệu về xe. Thì như anh chị thấy vừa rồi em đã giới thiệu qua một chút về máy, máy móc. Còn ở đây thì anh chị sẽ thấy một vài cái chức năng lên xuống kính này, khóa kính, mở cửa này, chỉnh gương. Và cái gương này nó sẽ có cảnh báo điểm mù trên gương, đồng thời là sẽ có tự động cụp gương sướng khi lùi để mình nhìn cái vật thể nó dễ dàng hơn. Và ngoài ra anh chị ở đây sẽ có chức năng là cụp gương tự động. Ngoài ra nữa ở đây sẽ có là chỉnh độ cao thấp của đèn này, rồi auto pha cốt, đèn tự động, rồi bên này sẽ có các cái núm để chỉnh cái màn hình đa thông tin cũng như là điều chỉnh cái chức năng cruise control. Ở đây là sẽ có là giữ khoảng cách này, giữ làn đường, rồi cái DRCC, adaptive cruise control đấy ạ. Rồi qua bài, các chế độ âm thanh. Màn hình này em có giới thiệu qua là xe được trang bị là màn hình có trang bị Apple CarPlay không dây, nên anh chị khi kết nối Bluetooth với cả xe ấy, thì mình sẽ không cần phải kết nối dây nữa, mà mình sẽ xem được cái bản đồ cũng như là một số cái tính năng kết nối thông minh. Thì xe có Camaro 60 liền theo xe, anh chị thấy đây là cái mô phỏng của Camaro 60, mình có thể lựa chọn ở trên màn để bật lên luôn, nó dễ dàng hơn rất nhiều so với phiên bản trước. Còn điều hòa thì mình sẽ được dùng là điều hòa hai vùng tự động. Khi anh chị muốn sử dụng, mình người lái thì là một vùng riêng này, mình lái mình nóng, mình có thể là để điều nhiệt độ nó thấp xuống khi bật đua sáng lên này, điều hòa bên này của em thấp xuống. Còn anh chị bên này nóng hơn hoặc hàng khách nóng hơn thì mình có thể tăng cái nhiệt độ lên. Nó hai vùng độc lập khác nhau. Còn ngoài ra thì có các loại tính năng khác như là điều hòa eco, rồi bật tắt cái cửa gió điều hòa sau. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị là các chế độ lái này, rồi bật tắt cái chức năng chống trơn trượt, cũng như là bên cạnh này có một chức năng rất hay, EV mode là chế độ lái điện, thì anh chị sẽ chủ động được là sử dụng máy điện để lái. Ví dụ như là mình đi vào cái khu đông dân cư hoặc đi về muộn, mình có thể bật chế độ ấy lên để mình chủ động dùng điện để lái xe, để hạn chế cái tiếng ồn gây ra. Vừa rồi thì em đã giới thiệu anh chị một vài cái option ở trên xe, thì đa số nó sẽ là ở chỗ người lái thôi. Còn ở phía bên này thì mình sẽ có mở đèn này, rồi mở cửa sổ trời. Còn phía đằng sau này thì ghế cũng được trang bị là ghế da, được trang bị là màu nâu đỏ đồng bộ với cả phía bên trên. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội thất chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8 HV, phiên bản xăng điện hybrid màu đỏ, nội thất màu đỏ, và báo giá cho anh chị về cái giá bán ở thời điểm tháng 4 năm 2023 này. Anh chị nào có đem tư vấn thêm về cái vấn đề khác về giá xe, về lịch xe hay là về vấn đề trả góp thì có thể liên hệ với em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.